Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn trong video kế tiếp của mình hôm nay. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ một cái món đơn giản, đó là món cơm chiên. Mời các bạn cùng vào bếp. Ở đây mình đã chuẩn bị thì cũng đơn giản, đó là cơm. Mình đã cho vô trong cái dĩa đây. Và tôm tươi thì mình đã lột vỏ và mình đã sắc ra giống như là hạt lựu. Và mình kèm ở đây là có hai cái trứng chiên, bacon đó là thịt khung khối á, thì mình mua ở trong Costco nó đã làm sẵn. Còn cái thịt xá xíu thì hôm vừa rồi mình có chia sẻ xá xíu đó, thì ở đây mình cũng có dư một ít xá xíu thì mình cũng sắc chung. Thì nó có hành và tỏi, và đây là các hạt đậu. Thì ở trong này nó có bắp, có cà rốt, đậu hòa lan, đậu que. Thì mình xào chung với cơm chiên thì cho nó có cái rau cải để mình ăn chung cho nó ngon. Đây là cái loại đậu mà mình dùng để xào cơm chiên, thì mình mua ở trong chợ, mình không có cần phải sắt hay là làm cái gì hết, họ đã làm sẵn cho mình rồi. Mình chỉ về nhà và mình chỉ cho ra chén và mình hấp lên trên microwave. Còn cái bacon đây là cái bacon hun khói, thịt hun khói của mình á, thì là mình đã mua sẵn, nó là pre-cook, mình chỉ sắc ra. Cho nên cái món cơm chiên hôm nay mình làm nó rất là lẹ. Trong vòng 15 tới 20 phút thì mình sẽ có một dĩa cơm chiên. Rồi, mình cho dầu vô. Bỏ trứng vô. Rồi bây giờ mình cho miếng dầu vô và mình sẽ cho tôm vô xào. Bỏ tỏi vô. Mình vừa chín sơ sơ và bây giờ mình cho bacon vô nha. Cái đậu này á, hồi nãy mình đã bỏ vô trong microwave và mình bấm 2 phút. Cho nên cái đậu nó bây giờ nó cũng đã chín sơ cho mình rồi. Bây giờ mình sẽ cho vô trong đây mình xào.
mùi bacon quá thơm. Và bây giờ mình sẽ cho cái thịt xá xíu vô. Bây giờ mình có trứng hồi nãy mình chiên sơ rồi, với lại cơm mình cho vô mình xào chung. Mình tán cái cơm cho nó đều ra cái hộp, nó không có bị đông cục. Tại cái này là mình nấu cơm, mình để đó một hồi rồi mình mới chiên. Bây giờ mình cho nước tương Maggi vô á, mình cho khoảng chừng độ một muỗng thôi cà phê. Thơm quá. Mình sẽ dặn chút xíu muối, bột ngọt. Và mình cho chút xíu bột ớt paprika cho nó cái màu, cho nó đẹp, cho mùi cơm chiên nó cũng thơm. Cơm chiên của mình đã xong rồi, bây giờ mình cho chút xíu hành lá vô cho nó thơm. Mình cũng mời các bạn bây giờ là mình sẽ nếm thử cái cơm của mình ra sao. Ở đây thì mình thấy cái cơm của mình nó rất là thơm luôn đó. Và cái cơm và thịt tôm mình thấy nó cũng điều hòa. Thì ở đây là mình nấu, mình xào là ba chén cơm và một chén đậu. Thịt với lại bacon với lại xá xíu thì nó khoảng chừng độ một chén nữa. Cho nên mình thấy nó cũng là vừa điều với lại cơm và thịt, nó không có bị quá nhiều cơm hay là quá nhiều thịt. Mời các bạn.
Ngon lắm các bạn. Mình thấy nó cũng vừa ăn mà thấy nó cũng lẹ. Nhiều khi mình có cơm nguội, rồi mình lấy trong tủ đá ra, mình có mấy cái rau cỏ, củ đậu này nọ đó, rồi mình chỉ bỏ chút xíu tôm và thịt, cái mình làm mình xào ra được một dĩa như vậy. Cho con của mình nó không muốn ăn luôn á. Ngon quá. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video chia sẻ của mình hôm nay. Đó là món cơm chiên rất là dễ làm. Nếu các bạn cảm thấy hấp dẫn, các bạn cho mình xin một like, đăng ký và chia sẻ video cho mình. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!